Kính thưa quý vị và các bạn, ban biên tập xin giới thiệu tới quý vị cuốn Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển Hội người mù thành phố Hà Nội ngày 3 tháng 2 năm 1972, ngày 3 tháng 2 năm 2022. Ban biên tập sẽ gửi tới quý vị lần lượt theo giai đoạn nhiệm kỳ, từ đầu những năm thành lập hành hội đến nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nhiệm kỳ 4, 1987-1993. Chuyển đổi mặt hàng sản xuất và hướng tiêu thụ sản phẩm, củng cố hoạt động của các quận huyện hội, xã hội hóa công tác chăm sóc người mù. Một nhỏ, củng cố tổ chức, định hướng công tác lao động sản xuất theo cơ chế mới. 1.1. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tại đơn vị cơ sở. Năm 1985, đất ta bắt đầu rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng tiền mất giá. Giá cả mặt hàng leo thang, lạm phát, vật tư, hàng hóa khan hiếm. Nhiều cơ sở sản xuất của nhà nước cũng như cơ sở sản xuất của người bình thường không có việc làm. Đời sống công nhân và người lao động rất khó khăn. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước tiến hành công cuộc đổi mới, xóa bỏ quan liêu, bao cấp, chế độ tem phiếu, phân bổ vật tư theo kế hoạch, chuyển sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tình hình trên đây tác động mạnh mẽ đến cơ sở sản xuất của người mù Hà Nội. Vốn các cơ sở ít, chủ yếu vay mượn từ người thân hoặc góp vốn từ những người trong cơ sở sản xuất, không đủ để mua các vật tư cần thiết. Khi bán sản phẩm không đủ mua vật tư cho sản xuất lần sau. Các cơ sở của thành hội thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh, đời sống khó khăn. Do đó, sau khi các tổ chức thành lập xong, Ban Thường vụ Thành hội phân công cán bộ về từng địa phương, giới thiệu ngành, nghề, cấp nguyên liệu để các đơn vị tổ chức mở lớp học nghề hay tổ chức sản xuất cho hội viên, đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cho ban chấp hành tìm các nội dung, cách thức hoạt động, trao đổi về công tác cán bộ, mở lớp đào tạo giáo viên dạy chữ Braille để họ về mở lớp dạy cho người mù trong địa phương. Các khó khăn ban đầu dần dần được đẩy lùi, và ban chấp hành các huyện thị hội này cũng thật sự đi vào hoạt động có hiệu quả. Cũng trong nhiệm kỳ 4, 1987-1992, song hành cùng sự phát triển của thủ đô và đất nước, người mù thủ đô đã dần khẳng định được vị thế của mình, không còn phụ thuộc vào gia đình mà chủ động tìm kiếm tri thức và thu nhập. Từ con số hội viên khiêm tốn lúc mới thành lập, đến giai đoạn này, hội người mù đã có được 132 chi hội và 13 hội cơ sở, tổng số gần 3.000 người mù. Về tài chính, đến năm 1988, sau 16 năm ra đời, thành hội mới có tài khoản riêng và trở thành đơn vị dự toán cấp 1 với Sở Tài chính thành phố, kinh phí có phần đáp ứng hơn cho nhu cầu của thành hội. 1.2. Định hướng công tác sản xuất phù hợp với tình hình mới, để nhanh chóng thích nghi với mọi điều kiện của cơ chế mới và đáp ứng được sự phát triển của hội viên. Ban lãnh đạo hội đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đó là chỉ đạo các cơ sở sản xuất của hội mạnh dạn chuyển đổi từ các mặt hàng đòi hỏi nhiều vốn sang sản xuất những mặt hàng phục vụ gia đình, đồng thời mang những sản phẩm đó đến tận các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu phố và từng hộ gia đình để tiêu thụ. Sáng tạo, nhạy bén trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Thành hội Người mù Hà Nội lúc đó hoàn toàn phù hợp, giúp cơ sở sản xuất của hội vẫn đứng vững trong cơ chế thị trường. Trong giai đoạn này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam đã đề xuất với Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho người mù nghèo được vay vốn quỹ quốc gia nhằm phát triển kinh tế gia đình. Với sự quan tâm đó, hàng ngàn lượt người mù Hà Nội đã được vay vốn qua kênh của Trung ương và thành phố, góp phần hiệu quả vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của đất nước ta, trong đó có đối tượng là người khiếm thị. Mặt khác, thành hội đã tích cực triển khai sâu rộng các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động như tuần lễ chăm sóc người mù, năm phổ cập chữ nổi cho người mù, năm làm việc cho người mù, vân vân, nhằm tranh thủ mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ, giúp đỡ người mù thêm nhiều cơ hội, tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tổng kết toàn thành hội, tính cho đến năm 1990, có 13 cơ sở sản xuất do các cấp hội của thành hội lập ra dành cho người mù, bao gồm một xí nghiệp, 3 hợp tác xã,
7 tổ sản xuất và 2 tổ nghề phụ của Hợp tác xã Nông nghiệp. Có 3 cấp hội cơ sở là Đống Đa, Sóc Sơn và Đan Phượng chưa lập được cơ sở sản xuất dành cho người mù. Trong đó, 13 cơ sở nói trên có 3 cơ sở là mùng 3 tháng 2 của Thành Hội, 19 tháng 5 của Thanh Trì và Hồ Gươm 202 của Hoàn Kiếm là mặt hàng có tính kỹ thuật, vật tư thuộc diện nhà nước quản lý và phân phối theo kế hoạch. Còn lại, làm các mặt hàng đơn giản, nguyên liệu trong nước, không thuộc diện nhà nước quản lý và phân phối. Hai nhỏ, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Để nâng cao dân trí, Thành Hội cũng yêu cầu cấp hội cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ dành cho hội viên với các hình thức nói chuyện, đọc sách báo chữ nổi cho hội viên nghe, biểu diễn văn nghệ, vân vân. Thành Hội cũng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ cấp thành phố cho hội viên vào những ngày lễ Tết hay có sự kiện quan trọng. Tại các buổi sinh hoạt này, hội viên được nghe lãnh đạo Thành Hội thông báo về hoạt động của Thành Hội, đồng thời là dịp tốt để hội viên toàn thành phố giao lưu, gặp gỡ nhau. Giai đoạn này, tên gọi của các chi hội người mù quận, huyện cũng thay đổi thành Hội người mù quận, huyện, đồng thời có các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch quận, huyện hội theo điều lệ Hội người mù Việt Nam sửa đổi năm 1990. Cũng trong năm 1990, Hội người mù các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Đan Phượng đã mở các lớp chữ nổi đầu tiên cho người mù. Thành Hội còn vận động cấp hội cơ sở xây dựng tủ sách chữ nổi cho hội viên mượn đọc bằng cách chép tài liệu hay các cuốn sách có giá trị ra chữ nổi. Các cán bộ mù Thành Hội cũng tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, chép nhiều cuốn sách cần thiết sang chữ Braille để phục vụ hội viên, bao gồm sách giáo khoa cấp 2, cấp 3, tài liệu về chủ trương, chính sách liên quan đến người mù như Thông tư số 202-CB, Chỉ thị số 05 của Thành ủy Hà Nội, sách phổ biến kiến thức khoa học, lịch sử các danh nhân tên các đường phố Hà Nội và một số cuốn sách chuyện nổi tiếng của Việt Nam và thế giới, số lượng lên tới 50 cuốn. Thành Hội và các quận huyện hội còn đưa nhiều tin bài về hoạt động hội, về gương phấn đấu của người mù trên báo đài để xã hội hiểu rõ hơn về hội và về khả năng của người mù, để từ đó xã hội có sự quan tâm, giúp đỡ tốt hơn cho người mù. Hoạt động của Thành Hội đã mang lại nhiều lợi ích cho người mù Hà Nội, đã thay đổi đáng kể cuộc sống vật chất, tinh thần, địa vị và cách nhìn của xã hội đối với người mù. Người mù từng bước được trưởng thành, tích lũy được hiểu biết và kinh nghiệm qua thực tế và làm nòng cốt ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động của Thành Hội trước mắt cũng như lâu dài. Do hoạt động kết quả tốt, Thành Hội đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhận huân chương lao động hạng 3 năm 1987 cùng nhiều danh hiệu thi đua khác. Ban chấp hành nhiệm kỳ 4, 1987-1993. Ban thường trực, thường vụ. 1. Ông Lê Hồng Thủy, Chủ tịch, trưởng ban tổ chức. 2. Ông Đào Xuân Hùng, Phó Chủ tịch, trưởng ban lao động sản xuất. 3. Ông Nguyễn Xuân Hưởng, Ủy viên thường trực, thư ký, trưởng ban tuyên văn giáo. 4. Bà Lê Thị Minh, Ủy viên thường vụ. 5. Ông Nguyễn Văn Nhâm, Ủy viên thường vụ, chủ nhiệm Hợp tác xã Cao Su mùng 3 tháng 2. Các ủy viên ban chấp hành. 6. Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội người mù Thanh Trì. 7. Ông Bùi Đình Hải, Chủ tịch Hội người mù Hai Bà Trưng. 8. Ông Nguyễn Quốc Hợi, Chủ tịch Hội người mù Thạch Thất. 9. Ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch Hội người mù Mê Linh. 10. Ông Phạm Hùng Phiên, Chủ tịch Hội người mù Đông Anh. 11. Ông Nguyễn Văn Hoản. 12. Ông Trần Anh Việt, Chủ tịch Hội người mù Từ Liêm. 13. Ông Nguyễn Đức Tràng, Chủ tịch Hội người mù Gia Lâm. 14. Ông Đặng Ngọc Quang, Chủ tịch Hội người mù Đống Đa.